Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Bằng Kiều phản ứng ra sao khi gặp người yêu mới của vợ cũ? Bằng Kiều vừa gặp Trích Di Phương Trinh và bạn trai mới của cô trong lễ tang một người thân. Trích Di Phương Trinh, vợ cũ của Bằng Kiều chia sẻ khoảnh khắc cô và bạn trai mới gặp Bằng Kiều trong lễ tang một người bạn thân ngồi giữa hai người là mình hiểu ra vì sao năm xưa mình lấy người bên trái làm chồng và vì sao mình lại chọn người bên phải để làm người bạn đời hiện tại. Cảm ơn sự tử tế của hai anh dành cho nhau. Chính sự tử tế này sẽ mang lại hạnh phúc cho những đứa nhỏ trong gia đình và là tấm gương sáng để chúng nói theo. Trích Di Phương Trinh chia sẻ, cô cũng nói thêm, cứ sống tử tế sẽ được tử tế lại. Qua những chia sẻ từ vợ cũ Bằng Kiều, có thể thấy mối quan hệ tốt đẹp giữa nam ca sĩ và bạn trai mới của Trích Di Phương Trinh rất tốt đẹp chứ không hề căng thẳng. Ở phần bình luận, nhiều khán giả khen ngợi cách cư xử văn minh sau chia tay của Bằng Kiều và vợ cũ. Bằng Kiều và Trích Di Phương Trinh ly hôn nhưng vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Được biết, mỗi năm anh sẽ chu cấp cho vợ cũ và các con 2 tỷ đồng. Thỉnh thoảng, nam ca sĩ sẽ cùng Trích Di Phương Trinh đưa các con đi chơi. Khi Trích Di Phương Trinh công khai tình mới vào cuối tháng 10 năm 2019, Bằng Kiều còn gửi lời chúc mừng đến vợ cũ. Vậy là cuối cùng bà bạn tôi cũng tìm được người đàn ông để dựa, để bầu bạn và chia sẻ. Và quan trọng hơn, các con chúng ta có thêm một người cha yêu thương tụi nó vô điều kiện. Cuộc đời này không nói trước được điều gì, nhưng tôi tin vào sự lựa chọn của bà bạn, tin vào sự sắp xếp của bề trên dành cho chúng ta và các con. Bà bạn tôi xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp. Chúc mừng bà bạn bằng lời chúc chân thành nhất từ sâu thẳm trong tim tôi, nam ca sĩ nói. Trong khi đó, Trích Di Phương Trinh nhắn nhủ Bằng Kiều rằng người mới sẽ phụ cô dạy dỗ các con khi nam ca sĩ vắng nhà. Anh yên tâm là tình cảm của mẹ dành cho các con sẽ không bị chia sẻ, bằng ngược lại các con sẽ có thêm một người để yêu thương chúng. Cô nói thêm, các con chúng ta có thêm một người cha yêu thương tụi nó vô điều kiện. Bằng Kiều chia sẻ khi biết tin vợ cũ tìm được hạnh phúc mới. Ngày 29 tháng 10, nữ ca sĩ Trích Di Phương Trinh chia sẻ tìm được tình yêu mới sau 6 năm ly hôn Bằng Kiều. Ngay sau đó, giọng ca Trái Tim Bên Đầy gửi lời chúc mừng tới vợ cũ. Bằng Kiều viết, vậy là cuối cùng bà bạn tôi cũng tìm được người đàn ông để dựa, để bầu bạn và chia sẻ. Và quan trọng hơn, các con chúng ta có thêm một người cha yêu thương tụi nó vô điều kiện. Nam ca sĩ sinh năm 1973 dành cho vợ cũ những chia sẻ rất ấm áp. Cuộc đời này không nói trước được điều gì, nhưng tôi tin vào sự lựa chọn của bà bạn, tin vào sự sắp xếp của bề trên dành cho chúng ta và các con. Bà bạn tôi xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp. Chúc mừng bà bạn bằng lời chúc chân thành nhất từ sâu thẳm trong tim tôi sau khi chúc mừng vợ cũ tìm được tình yêu mới. Bằng Kiều gửi lời cảm ơn. Nam ca sĩ viết, cảm ơn người sinh và nuôi nấng, chăm sóc ba thiên thần mà đến giờ tôi sống, làm việc chỉ vì tụi nó trước đó. Trích Di Phương Trinh bất ngờ tiết lộ việc có bạn trai mới. Nữ ca sĩ tâm sự, tình yêu đến đúng vào thời điểm cô hụt hẫng và đau buồn nhất. Và dường như việc hai người gặp nhau, yêu nhau là định mệnh. Những người đeo đuổi em không ít và phần đông họ chỉ yêu những thứ hào nhoáng bên ngoài mà họ nhìn thấy. Nhưng anh thì hơi khác người, anh toàn chọn những khuyết điểm của em để mà yêu. Và đây là thêm một tí do nữa để em quyết định gật đầu trao trái tim. Trích Di Phương Trinh tâm sự. Trích Di Phương Trinh còn nhắn nhủ chồng cũ, xin phép ông bạn Bằng Kiều cho anh ấy được phụ lo và giúp em dạy dỗ các con của chúng ta khi anh vắng mặt. Anh yên tâm là tình cảm của mẹ dành cho các con sẽ không bị chia sẻ, bằng ngược lại các con sẽ có thêm một người để yêu thương chúng. Vợ cũ Bằng Kiều, Trích Di Phương Trinh vừa đăng tải hình ảnh đi ăn cùng bạn trai mới, Bằng Kiều và các con. Mẹ của Bằng Kiều cũng có mặt tại buổi tiệc. Có thể thấy, Trích Di Phương Trinh cùng tình mới, chồng cũ và các con đều rất vui vẻ, hòa nhã bên nhau. Cả nhà đi ăn tối vui vẻ, các con vui, người lớn cũng vui. Các con có hạnh phúc hay không tất cả là do chúng ta. Family Dinner Time, Trích Di Phương Trinh hào hứng khoe. Hình ảnh hạnh phúc của Trích Di Phương Trinh nhận được nhiều quan tâm của bạn bè và người hâm mộ. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự nể phục với lối ứng xử văn minh của cả Bằng Kiều và Trích Di Phương Trinh. Sau khi đã đường ai nấy đi, đây không phải lần đầu tiên Bằng Kiều cùng các con gặp gỡ tình mới của vợ cũ. Trước đó, cô từng chia sẻ bức ảnh ngồi giữa Bằng Kiều và tình mới trong một đám tang của người thân. Cô rất hạnh phúc vì sự tử tế mà hai người đàn ông này dành cho nhau.
dù đã quyết định chia tay do những mâu thuẫn không thể giải quyết sau 10 năm hôn nhân, Trích Dì Phương Trinh và Bằng Kiều vẫn gìn giữ mối quan hệ thân thiết và cùng nhau nuôi dạy các con trưởng thành. Cuối năm 2019, nữ ca sĩ sinh năm 1966 công khai tình mới, nhưng phải đến thời gian gần đây, cô mới chia sẻ nhiều hơn về danh tính người đàn ông này. Được biết, bạn trai mới của Trích Dì Phương Trinh là người ngoài showbiz, kém cô 1 tuổi rưỡi. Anh là fan của cô trước khi quen nhau, hiện đang sống tại miền Bắc bang California, Mỹ. Việc Trích Dì Phương Trinh có bạn trai mới không chỉ nhận được sự ủng hộ của mẹ Bằng Kiều, các con mà chính bản thân anh cũng vui, mừng khi cô tìm được bến đỗ mới. Trong khi đó, Bằng Kiều vẫn đang tận hưởng cuộc sống độc thân. Anh cũng bay đi bay lại giữa Mỹ và Việt Nam để hoàn thành tốt công việc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.